Vừa bay màu tài khoản TikTok, Nono lập ngay nick mới. Xin lỗi. Em lần đầu xin lỗi mọi người. Em tên là Đức Tuấn. Em có những hành động làm những cái video có view online phản cảm. Em đã nhận thức được hành động của mình là sai trái. Hello bà già nghèo khổ trong trời đông lạnh giá của Nono đang nhận được nhiều chỉ trích từ khán giả. Dưới làn sóng của dư luận, đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cùng đại diện của TikTok cho biết hiện cả hai bên đã nhận được khiếu nại về vụ việc của Nono. Đồng thời cho biết đang xem xét các thông tin liên quan và sẽ đưa ra giải pháp sớm nhất trong thời gian tới. Và quá nhanh, quá nguy hiểm. Đến thời điểm hiện tại, TikTok với gần 1 triệu người theo dõi của Nono đã chính thức bay màu. Có lẽ đối với Nono mà nói, việc mất tài khoản TikTok triệu view sẽ là một bài học cho sự háo thắng của mình khi cho ra những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Em tên là Đức Tuấn. Em có những hành động làm những cái video câu view, câu like phản cảm. Em đã nhận thức được hành động của mình là sai trái. Dù đã lập tài khoản mới, song có thể rất lâu sau đó, Nono mới đạt được con số theo dõi như trước kia. Nono đang là một trong những cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả trong thời gian qua, là một TikToker có hướng phát triển nội dung khá thị phi. Song bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của mọi người, Nono vẫn cho ra nhiều clip trên kênh TikTok cá nhân. Thông tin Nono đã bay màu khỏi TikTok vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm. Đến phút giây này đây anh vẫn không thể tin là mình đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu, làm tan nát cả một bầu trời yêu thương, giờ chỉ còn ước mãi.